Đây là bài báo cáo về sử dụng timer không. Mình ấn nút thì led 7 đoạn sẽ tăng giá trị lên 1. Đây là code. Đây là cái dòng code. Rồi sau đó mình sẽ chuyển sang file test và dùng cái phần mềm của bên NE để mình đổ nó vô bích. Đó, mình đầu tiên mình import cái file hex vô, rồi mình sẽ đổ nó vào con bit. Đó, quá trình đổ vào bit nó đã hoàn thành rồi. Đây là sang cái mạch. Đây là vừa con bên này. Đây là cái mạch của con bit 16F877A. Đây là cái mạch thí nghiệm của nhóm mình. Sau khi mình ấn nút thì cái đèn nó sẽ tăng giá trị lên 1. Và tới giá trị 10.1 thì nó sẽ tự động quay về 0 và nó tăng lại từ 0 đến 9. Là kết thúc bài báo cáo.